Xin chào các bạn và các em, mình là David Nguyễn từ iBrowns Academy. Hôm nay thì mình làm cái video này để giúp các bạn học cái kiểu chân mày kiểu căn bản số 1 không. Mình thì cũng biết một số ít cái kiểu mà cái này mình kêu lại nó là số 1 không. Thì mình sẽ xài cái sườn số 6. Thì như các bạn cũng thấy đó, đây là mình có vẽ một cái chân mày bên trái của khách ha. Thì các bạn thấy là mình có số 1, số 2, số 3, cái đó là đường bên trên, không? Upper line bên trên. Số 2 là cái điểm cao nhất của đường bên trên. Bên dưới mình có số 4, số 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 3, cái đường bên dưới 4, 5, 6, 3 là cái đường underline là cái đường bên dưới. 6 là cái điểm cao nhất ở đó. Thì trong cái kiểu này đó, mấy cái video trước đó mình đã dạy các bạn những cái sợi căn bản. Thì nếu mà các bạn thực tập những cái sợi căn bản đó, bây giờ là mình sẽ bỏ những cái sợi căn bản đó vô đây để mình làm hoàn chỉnh một cái chân mày cho khách à, rất là dễ. Rồi bây giờ sẽ làm cái đầu trước ha. Cái đầu thì mình thường mình làm 4-5 cộng à, hoặc là 6-7 cộng cũng được tùy bạn. Cái điều quan trọng đó là bên đây 5 cộng, 6 cộng, 7 cộng thì phải chạy con mép kia phải làm cũng giống như vậy. Ví dụ bên đây mình làm 5, nhớ phải chạy con bên kia làm 5 à. Ok. Cái cộng đầu tiên á là thường á là mình vẽ trên cái đường này, mình làm trên cái đường này luôn, mình vẽ nào mình đi trên đó, nhưng mà nó xích lên chút xíu, nó không, đây là điểm số 4 thì mình thụt lùi lên đây chút xíu, mình làm trên đây rồi đi lên cho nó đụng cái đường trên đây luôn ha. Cộng số 1 thì các bạn làm đó là các bạn phải đếm đó, như đây mình sẽ đi 5 cộng thì mình phải đếm 1 2 3 4 5, rồi xong mình làm cái cộng chuyển tiếp, nhớ nha. Số 1. Cộng số 2 đó, trong cái kiểu này đó, các mình làm nó từ bên dưới lên thẳng bên trên lên luôn. Đụng bên dưới, đụng cái đường bên dưới đây và lên bên trên 1 2. Bây giờ mình làm với cái cộng số 3 thì nó thụt lùi lên chút xíu ha. Thì mẫu mã là tùy các bạn thôi, mình chỉ rất là nhiều mẫu mã thì tùy các bạn chọn một cái mẫu mã nào đó các bạn thích rồi tập. Đừng có nên làm nhiều mẫu, chọn một cái mình thích rồi thường xuyên tập cho nó thuần thục. Đó. Chỉ cần chọn một cái thôi, làm cho nó đẹp là kiếm sống được, không cần làm nhiều, chọn cái thôi. Nhất môn thâm nhập trường kỳ hoan tu, là người thánh nhân hồi xưa người ta đã có câu đó, là chọn một môn hoặc chọn một cái kiểu nào đó, mỗi ngày chỉ cần tập cái đó thôi, luyện cái đó thôi, đừng có chi phối chạy lung tung học hết cái này hết cái kia rồi cuối cùng không có làm cái gì ra gì hết. Chọn một cái rồi bắt đầu học, nhớ nha. Rồi bây giờ làm tiếp, mình nói 1 2 3, giờ làm tới cộng số 4. Làm cái cộng số 4. 1, 2, 3, cái set này cái set số 4. Đó, giờ mình làm cái cộng số 5. Các bạn thấy không? 1, 2, 3, cái này là cái 4 nè. Giờ mình làm cái 5. Đó. Nhiều khi ở đây các bạn có những cái ghép, có những cái lỗ hổng thì mình cho những cái cộng ngắn vô. Không? Nếu mà mình đi nó hơi xa, nó không được đều thì mình cho những cái cộng ngắn vô, khách người ta không biết. Khách người ta không biết. Okay. Bây giờ mình làm cái cộng chuyển tiếp. Cộng chuyển tiếp đó, vẽ cái khung, vẽ cái sườn, vẽ cái sườn tới số 6 không? Một khi mình làm như vậy xong đó thì thường như mình đó, là cái quy tắc mình làm đó, một khi mình viết cái cậu vẽ cộng chuyển tiếp này rồi đó, chuyển tiếp cái cộng chuyển tiếp ngay đây không? Vẽ cộng này xong đó, là mình làm những cái cộng dưới đây trước, là những cái những cộng bên dưới đây, lower shop. Giờ mình làm những cái cộng lower shop trước. Lower shop này tiếng Việt là những cái cộng dưới nha. Cộng bên dưới. Rất là dễ thôi các bạn. Ha. Cái quy tắc đó là một khi các bạn làm những cái cộng này đó, là những cái cộng lông này á, là cái khoảng cách nó phải đều nhau. Từ cộng này tới cộng này nó phải đều nhau, rồi từ cộng này. Ha. Thường thường từ cái cộng một cộng này tới cái cộng kế tiếp là khoảng gần 1 mm, mình cứ chia cho nó đều ra không? Okay. Mà nhớ một khi các bạn làm đó, là lên tới gần cái sườn này rồi đó, là mình phải ngả cong đi chút xíu. Ok, giờ mình sẽ làm cho các bạn coi, để mình lấy cái ghế ngồi xuống đây chút xíu. Rồi các bạn thấy không đó, ngồi đây đó, là lên tới gần cái sườn nó rồi là các bạn phải cho nó cong đi. Mà nhớ ngã là phải ngã đều nha. Đó, các bạn đang đi giờ là mình ngã, là mình phải tiếp tục cho cái cộng nó ngã. Ngã về điểm nào? Ngã về cái điểm số 6. Đang đi ngã vậy mà các bạn đi đứng lên như vậy là no, là không được ha. Mình đang đi vậy giờ mà mình ra đây mình đứng lên như vậy không được. Nó đang ngã như vậy là phải tiếp tục cho nó ngã về điểm số 6 ha.
không có được đang đi ngã vậy, xong rồi là cho nó đứng lên lại là không có được nha, để tiếp tục đi. Nó dài mà nó ngã, nó dài quá vẫn phải ngã, phải tiếp tục đi. Cái đường cuối cùng đó là các bạn đi trên cái line mình vẽ. Đó. Một khi mình làm như vậy rồi đó thì thường thường làm cho khách đó, thường thường là mình làm 1, 2, 3 cộng bắt đầu mình phải vòng lại, mình refill nó, tức là mình phải đệm vô ở giữa, đệm nó vô ở giữa, quay theo chứ, đệm vô ở giữa cái cộng này. Mà một khi mình đệm vô á, đệm vô cái cộng này đó là mình phải đi lên đây, cái cộng này đệm vô đó là mình phải thụt lùi lên bên trên một xíu, đồng thời là mình đi á là nó phải đụng cái đầu của cái cộng bên dưới như cái này, các bạn thấy chưa, là đụng cái đầu bên dưới và phải đi lên trên cái xương sườn luôn. Các bạn thấy như mình thụt lùi lên đây chút xíu, mình đi trên đây rồi mình sẽ đụng cái đầu đây rồi mình kéo nó dài lên đây. Các bạn thấy không, cái đầu là của cộng xanh ngay đây, mình đụng nó, đồng thời mình phải đi lên trên đó luôn, cố gắng chạy lên trên cái sườn luôn đó, cứ tiếp tục đi vậy đó. Ok, giờ là mình đã xong đây rồi, các bạn thấy không, bước đây nè, kéo dài nó ra chút xíu. Một khi mình xong cái này rồi đó, bây giờ mình phải xử lý cái phần bên trên. Thì cái này đó, mình đi cái cọc như vậy đó, các bạn thấy không, đây là nó có cái lỗ, cho nên các bạn phải cẩn thận cái này, phải biết cách xử lý nó như thế nào đó. Cái cọc kế tiếp đó là các bạn có thể cho nó đi lên đây luôn, để cho nó làm cho cái khoảng trống này nó hẹp lại, đi cho đụng lên cho đây luôn, thấy không? Các bạn thấy lúc đấy nó bự, bây giờ là nó cắt hết gần như 1/3 rồi. Những cái cọng kế tiếp á, sau khi đi cọng này là các bạn đi những cái cọng cho nó ngả lên cái sườn. 1, 2, 3. Ok, đây nó còn chút xíu nữa, các bạn đi tiếp. 1, 2. Đừng có cắt nha, 1, 2. Đó, giờ nó như vậy đó. Một khi đi vậy rồi, giờ mình đi cái upper strut. Upper strut là những cái cọng bên trên ha. Giờ phải đi những cái cọng bên trên. Ok, thì đi những cọng bên trên á là cái quy tắc đó, các bạn nhớ không, mình có cái đường line như vậy, đụng xong là phải đi ngang xuống nha, đụng xong là đi ngang xuống. Mà cái khúc đây các bạn thấy không, nó rất là hẹp đó, nó hẹp như vậy đó là mình phải đi cái cọng nó dài ra. Ok, cho nên mình bắt đầu từ đây, không có được bắt đầu từ đây nha, không có được nên nối với cái cọng này, gần nhưng mà không có dính vô nhau. Rồi đây coi như đi ngang. Đó, đi trên cái line đó, mình tại sao mình đi đây, để mình giữ cái shape đây mình vẽ ha. Kéo dài ra vậy đó. Đó rồi, các bạn thấy ở đây nè, nó có cái lỗ hổng đây, mình có thể mình cho vô, chêm vô một cái khúc ngắn, chêm vô một cái khúc ngắn thôi cũng được đó. Làm cho nó bớt cái khoảng trống đi, khách người ta không có nhìn thấy, mình muốn là che cái chỗ trắng nó đi thôi đó. Các bạn có thể làm như vậy, hoặc là ngắn làm ngắn hơn chút xíu cũng được, không cần vấn đề đó. Cho nó cong xuống chút xíu cũng được, không cần vấn đề, nhưng mà đừng cho nó đụng nối với cái cọng này đó, vậy thôi. Các bạn thấy dễ không? Rất là đơn giản, rất là đơn giản. Thì các bạn thấy những cái lỗ hổng này không? Đó, mình phải kéo những cái sợi này cho nó dài ra. Đó. Kéo cho những sợi này nó dài ra chút xíu. Để cho nó che những cái trắng đó. 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 Thấy chỗ này không? Nó còn trống, thấy chưa? Các bạn kéo nó dài ra chút xíu. Extend nó ra chút xíu. Đó, vậy thôi. Ok. Cái này là cái kiểu cơ bản số 1, là mình đi cái xương sườn số 6, nhớ nha. Đó. Ok, thank you. Mình là David Nguyễn từ iBrowse Academy. Mình có Facebook là Free PMU and Microblading Worldwide ha. Ok, trong cái nhóm của mình thì rất là nhiều tin tức. Các bạn rảnh thì vô đó, đăng ký vô đó, nhập vô đó. Rất là nhiều điều các bạn có thể học ở đó. Có rất là nhiều người ta trong đó, người ta sẽ giúp các bạn ha. Ok, thank you and goodbye.